Rồi em chào anh em nha. Trên cái con MTE này là em quay phần này là phần 3. Còn một số món em báo giá với anh em, em up video luôn, bắt đầu em rã món ra em giao đồ cho anh em nha. Rồi bây giờ là hôm qua là em báo tới gác chân 2 tầng rồi, chống nghiêng theo xe với gác chân 2 tầng luôn, là em bán giá 1 triệu với chống nghiêng đẹp luôn nha anh em. Đó. Gác chân dài em bán rồi, phục sau em bán rồi, bô em bán rồi. Đó. Bây giờ em còn bộ gấp cạc te. Bộ gấp cạc te này là sơn si là nguyên zin, không qua dặm tốt. Tem gấp cạc te là còn đầy đủ luôn, 4 ốc cạc te luôn, theo xe luôn nha. 4 ốc cạc te này theo xe luôn nha anh em. Đó. Rồi, em báo giá với anh em luôn. Bộ gấp cạc te này á, anh em nào lấy em bán giá 2 triệu 7 nha. Rồi. Này anh em vào xe mộc nha anh em, sơn zin không qua dặm tốt nha. Cái tem trên là còn luôn nè. Tem trên còn nguyên vẹn luôn nha anh em, không có rách góc một miếng nào luôn nha. Chung sơn zin có măng măng theo thời gian nha anh em, vào xe mộc ok. Cạc te ở góc đuôi nó có măng măng nè anh em, theo thời gian nhẹ thôi chứ không có nhiều đâu. Cây gấp thì sơn zin đẹp lắm. Cây gấp sơn zin đẹp lắm anh em. Không có lỗi lầm gì hết á. Rồi cái cạc te dưới em quay cho anh em nha. Cạc te dưới mình cam kết với anh em là không có cấn móp, không có một lũng gì nha anh em. Sơn zin toàn tập 100%. Không có qua dặm tốt, không có bị cái chống đứng này nó đá. Không có bị cái chống đứng này nó đá nha anh em. Nguyên vẹn hết. Tem dưới là nguyên vẹn nguyên zin luôn nè. Đó, bạc kim tuyến lội luôn nha anh em. Đó. Rồi mình quay phần bên trong cái gắp cho anh em coi. Nói chung bộ gắp cạc te này khá lắm. Tem gắp, tem cạc te gì là còn đầy đủ hết trơn. Đây, cái tem gấp là còn nguyên zin luôn nha anh em, tem theo xe luôn nha. Nguyên vẹn nguyên zin, không có rách gì luôn nha. Gấp bên đây là sơn zin, không qua dặm tốt, chạy chỉ, bao không một lũng nha anh em. Đó, sơn zin, không có qua dặm tốt nha. Mình cam kết với anh em là không có một lũng gì trơn. Gấp đầy 2000 nha anh em. Ở trong này nè. Trong là đẹp luôn nha, không có một lũng gì nha anh em. Cạc te bên trong bên này là bên trong mặt trong đẹp nha, cạc te bên trong mặt trong đẹp. Đó, em báo cho anh em cho kỹ càng nha. Rồi mặt dưới của cây gấp em cho anh em xem luôn nha. Đây nha anh em, mặt dưới của cây gấp là không có một lũng gì luôn nha anh em. Đó, không có một lũng gì luôn nha. Mặt dưới của cạc te cũng đẹp luôn nha anh em. Đó, đó không có một lũng. Thì mình bán bộ gấp cạc te này á, mình sẽ giao cho anh em luôn đũa thắng và cái chổi má đùm này luôn. Bộ gấp cạc te này em bán giá 2 triệu 7, sơn zin tem zin còn đầy đủ đó. Anh em có thể mua hàng, có thể liên hệ cho em nha. Tiếp theo nữa em báo giá với anh em là cây ghi đông sọ khỉ. Cây ghi đông sọ khỉ quay thái 110, bao tay này họ thay hàng mới nha anh em, bao tay zin hàng mới nha chứ không phải hàng alpha nha. Cặp giờ cũng 150.000 á. Ghi đông sọ khỉ này á là đúng đời ghi đông sọ khỉ quay 110 thắng đĩa, nhưng mà về tại vì xe này nó dùng nước mặn anh em, cho nên là cái sơn si nó có nổ nè. Đó, cây ghi đông thì sơn si có nổ, nhưng mà em bao anh em là ngay thẳng nha. Đó, ghi đông sọ khỉ luôn hai cái cục gù đó, hai cục gù bên ngoài và cái lõi gù đối trọng bên trong. Bao tay thì có thay mới. Đó, bao tay có thay mới đây, mới tinh nè, cục gù bên ngoài và luôn lõi gù đối trọng bên trong luôn. Cây ghi đông sọ khỉ thắng đĩa nha anh em. Thắng đĩa thì nó có cái này, cái gâu này. Thì cây ghi đông này em bán cho anh em giá là 600. Ý bán anh em giá 500.000. Luôn gù đối trọng luôn là 500. Râu ria móc là còn đầy đủ nha. Bên đây hai râu nha anh em. Bên đây một râu, không có gãy. Ở dưới này còn vàng còn đẹp, dơ chưa có vệ sinh. Đó. Rồi, cây ghi đông sọ khỉ thì mình bán 500. Cặp cùm công tắc. Cặp cùm công tác quay thái 110 tháng đẻ. Nói chung cùm này cọp nha anh em, vô xe cọp. Chữ theo xe là còn nguyên dạng chữ cọm tay luôn nè. Người chủ xe người ta kỹ á, người ta có dán lại nè anh em thấy không. Chữ cọm tay luôn nha anh em. Nè, chủ người ta kỹ, người ta dán lại nha anh em. Đó. Mình bao anh em hoạt động full chức năng nha. Rất là nhẹ nhàng nha. Cầm cái này hiếm lắm mà anh em. Bên đây cầm star chữ còn nguyên dạng luôn nè. Mình bao anh em gờ cọm tay nha anh em. Tại vì cầm này cầm theo xe gờ cọm tay nha. Gờ cọm tay chữ còn rất là đẹp nè thấy không.
nguyên zin, không có đứt nối, không có bị mất thịt chỗ này luôn nha. Đó, cặp cùm này em bán cho anh em giá bằng 1,8 triệu nha. Anh em có xài liên hệ em, cùm thắng đĩa nha anh em. Đó, cùm thắng đĩa dây dắt nè, hai cái dây chớp bắp tay nguyên zin luôn nè, không có đứt nối gì nha. Cái dắt đề là dắt zin luôn nha anh em, nè dắt zin luôn nha anh em. Đó, cặp cùm này giá 1,8 triệu, anh em có xài liên hệ em, rất là đẹp nha anh em. Rồi tiếp theo nữa, bắt nạ em bán rồi đó. Rồi tiếp theo nữa, cây chẳng ba, cây chẳng ba bốn ốc chẳng ba đẹp cực kỳ luôn nè, thấy không? Cây chẳng ba này em bán giá 500 nha, chẳng ba đẹp, anh em vào xe thắng đĩa ok. Nói chung thắng đĩa thắng đùm xài chung hết anh em ơi, không phân biệt đâu, cứ đúng quay thái 110 là mình xài thôi. Mã là 47 cái gì nè, 47 cái gì nè đó. Thắng đĩa thắng đùm xài chung hết nha anh em, đây dơ chưa có vệ sinh. Nó cái chẳng ba này đẹp, em bán 500, ốc tán bao đẹp cho anh em nha. Bán 500 ngàn nha anh em, mình bao anh em không có bầm chén cổ gì nha, bao anh em là mình gửi rồi, cố dự gửi cái chén này đẹp cho anh em luôn nha. Đó, tiếp theo nữa là bộ tay dây heo đây nè, mình tả cho anh em chuẩn chỉ luôn nè, tay này đúng tay quay thái 110 luôn, còn khá luôn nè. Đó, tại trên này đúng tay quay thái 110 theo xe luôn nè, đúng tay quay thái 110 theo xe. Ở đây nó có cái mã nè anh em. Đó, đúng tay quay thái 110 theo xe, đang bóp rất là ngon nha anh em. Nói chung bộ tay dây heo này về là xài đang ngon. Tay thắng này, tay thắng zin mới, tay thắng zin mới này cũng 150 ngàn á, dây dầu zin theo xe. Nói chung được một cái đó, được cái anh em là cái sợi dây dầu này nó chưa có bị sớt thịt. Chung dây dầu 110 dây như 10 anh em, nó sớt thịt hết trơn, được cái dây dầu này chưa sớt thịt. Còn cái ống nhựa bên ngoài nó có tét nè, ống nhựa nó tét ống nhựa bên ngoài nè anh em thấy không, chứ dây dầu thì chưa có sớt thịt, em kiểm tra kỹ rồi đó. Cái bát xanh lè nè, thấy không nè, bát kẹp dây dầu xanh lè, áo lính nè chưa có rửa đó. Luôn con heo dưới nha, con heo dưới này sơn zin đẹp nha anh em. Con heo này đúng con heo quay thái 110 đời 2000, con heo phôi đẹp cực kỳ. Đó, thấy không? Đúng theo xe nha anh em. Ốc tán đẹp hết nha. Nói chung con heo này đẹp. Đúng heo quay thái 110 đời 2000 nè, không F12 nè anh em thấy không? Đó, đúng heo quay thái 110 đời 2000 nha. Dưới này chưa có chạy gì luôn nha, phôi đẹp nha anh em. Sơn zin cũng khá là đẹp á. Đó, bộ tai dây heo. Đó, bộ tai dây heo này á, anh em nào lấy á, bộ tai dây heo này, tai dây heo luôn, em bán 2,5 triệu nha. Tai dây heo full bát đồ luôn nha anh em, là 2,5 triệu nha. Đó, anh em xài liên hệ em, đang bóp rất là ngon anh em, nhẹ rất là nhẹ nha. Bóp rất là nhẹ, không có bị nặng nha. Cái tông này anh em về xài luôn nha anh em, còn cặp phục đĩa em bán rồi nha anh em. Cục đĩa này em bán 3,5 triệu em bán rồi. Đó, rồi cục đĩa thẳng băng từ trên xuống dưới luôn nè, cọp đó, nói chung là cọp đó, tùy quýp lắm. Đó, bây giờ tới cặp bánh này mình báo với anh em, cầm đùm niền theo xe trước sau luôn, luôn miếng đĩa luôn đó, luôn miếng đĩa mình bán giá là 4 triệu nha. Cầm đùm niền theo xe trước sau luôn, miếng đĩa zin luôn nha, mình bán giá 4 triệu. Bây giờ mình qua cái bánh sau mình quay trước cho anh em coi. Cầm theo xe xuống màu xanh, cầm theo xe xuống màu xanh, nói chung là này anh em vào xe mọc là quá ok. Cầm theo xe xuống màu xanh nha. Đó, đó rồi ha, quay cầm rồi ha. Giờ quay cái đùm bên má bên đây ít bị nổ nè, thấy không, sơn zin nha, không có qua dặm tốt nha anh em, bên đây ít bị nổ nha. Đó, đúng đùm ba rảnh quay thái 110 theo xe. Đó, má đùm này sơn zin khá là đẹp nha, luôn bách thắng đầy đủ nha anh em, má đùm sơn zin khá là đẹp. Chỗ cái lỗ thoát hơi nước này trong này nè, nó chưa có bị nổ gì nhiều, bên này cũng đẹp nha anh em. Đó, cầm đùm liền theo xe xanh lè anh em thấy không, rất là xanh, theo xe là mãi đỉnh. Được đồ theo xe đẹp chơi thì ngon rồi. Đó, má đùm nó rất là khá nha anh em, má đùm rất là khá.
Đây nha anh em, má đập độ sơn zin rất là khá nha, bát còn xanh lè luôn nha anh em. Nè, anh em thấy không đó, nó mình quay mình bán đồ mình quay rõ ràng cho lắm nha anh em. Đó, còn cái niềng này là niềng theo xe nha anh em, bao không một lũng luôn nha. Niềng theo xe còn si đẹp lắm, bao không một lũng, anh em đợi em xíu. Nè, niềng đúng đời 2000 luôn nè. Đây, si Amgo si 17x1.4.4 BW đời 2000 nha, chữ Q đời 2000, nói chung cũng hiếm mà nghe anh em. Niềng tồn cho anh em biết một cặp nhiêu chưa? 4-5 triệu không rẻ nha anh em. Đó, nè, chữ Siam Gucci nằm đây lỗ chân dòi nè, mút dạng đây nè. Nè, lỗ chân dòi ngay cái tay em nè, chữ nè. Thấy không? Niền là em bao anh em, về anh em phát hiện một lũng một em đền 10 cho anh em. Đó, bao không một lũng mà. Ngay lỗ chân dòi là không có một lũng luôn nè, thấy không? Ừ. Đó, bao không một lũng. Rồi, bánh sau nói chung là đẹp ha, cái má đùm sau đẹp quá. Đó. Rồi tiếp theo bánh trước. Bánh trước này là bánh đĩa đúng quay 110 thái, sơn zin không qua dầm tuốt nha. Chung xe này là dàn độ nó liền lắm. Sơn zin không có qua dầm tuốt nha anh em. Còn khá là đẹp. Đó. Mình bán cặp bánh này bán luôn con cốc, đưa cho anh em luôn con cốc km zin theo xe luôn nha. Con cốc này cũng 300.000 4 triệu là nó đã có luôn con cốc rồi nha anh em. Cho nên anh em đừng có trả giá em, tội nghiệp em. Cắm xuống màu xanh rất là đẹp nha, cắm xuống màu xanh đó, xuống màu xanh chì nhìn nó ác chứ lắm, xuống màu xanh chì nha anh em. Đó, em bắt từng chỗ cho anh em coi luôn, em sợ nhiều khi anh em coi không kỹ á. Đó, đó rồi ha, niền á là niền bao anh em không một lũng, nói chung là cắm đùm niền theo xe nguyên một cặp đó, đúng đời 2000. Rồi tiếp theo anh em quay cái niền cho anh em coi nha, đợi em xíu. Nè, nó không có trùng mã thôi, DQ ấn sau là BQ, Siam Gucci 17x1.2.4 DQ, chữ Q là 2000, chữ R là 2.1, chữ P là 99, W là niền đĩa ha. Niền trước mà .2.4 mà W là niền đĩa ha, anh em, lỗ chân dòi nè. Thấy không? Cách bao cũng chân nè. Đó. Đó, mình bao anh em là không một lũng, si sáng bóng đẹp nha. Bao không một lũng nha anh em. Nè, ngay chân dòi cũng không có nổ có gì luôn nè, thấy không? Đẹp luôn nè. Đó. Cặp bánh mình bán giá 4 triệu là có luôn con cốc km, có luôn miếng đĩa đầy đủ cho anh em. Đó là mình giao cho anh em luôn cốt tán đầy đủ, trước sau bách tăng sên luôn, là giá 4 triệu nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo nữa gì đây ta? Rồi. Cái dàn điện sườn này á thì cái đầu chụp thun trên này nó có tét nè, nhưng mà dàn điện sườn này em kiểm tra rồi nghe anh em, zin theo xe không có đứt nối. Không có đứt nối gì hết trơn á. Cọc bình theo xe luôn, nói chung là luôn dàn điện sườn là điện sườn không nha anh em, không có chớp sạc gờ le nha. Còn anh em lấy lẻ chớp sạc gờ le là 350.000, chớp sạc gờ le zin theo xe nè, sạc đẹp nè, chớp đúng Thái Lan nè, đúng 110 nè, thấy không? Chớp sạc gờ le là 350.000. Còn cái dàn điện sườn không có đứt nối là mình bán giá là 600 nha. Đó, bán giá 600. Còn cục IC này đẹp nè, anh em lấy là giá 600.000, bao sống bao xài nha anh em. Đó. Rồi, còn một điều nữa quan trọng nhất là bộ giấy, bộ giấy MTE thắng đĩa, đúng giấy MTE thắng đĩa nha anh em. Đây, NF110MTE 001 7568, số khung số máy hợp lệ nha. NF110MTE 001 7568. Đó, bộ sườn lóc giấy có nghĩa là mình ra tên anh em, đúng hồ sơ cầm tay ra đúng tên anh em, giao cho anh em là bộ sườn lóc giấy này mình bán giá 11 triệu, cái sườn rất là đẹp nha. 11 triệu nha anh em, tại giấy MTE thì nó mắc dữ lắm. Đây anh em, NF110MT nha. 001 nè, thấy không? 001 7568 nè, đúng không? Sườn mình bao anh em nha, không có lỗi một bát nào. Sơn zin là đẹp luôn nha anh em. Đó. Đó. Cái càn ông là cực kỳ đẹp, mình cam kết anh em luôn.
không có mục mọt, không có lỗi lầm gì trơn á. Ống trên ống dưới anh em yên tâm đi, anh em tới với mình là mình quay rất là rõ ràng, không có để anh em cái lu bu đâu nè, cứ soi thoải mái bao anh em luôn, không có mục mọt gì trơn á. Cho anh em coi cái càn ông nè, càn ông là tròn do dày cui đây nha anh em, tròn do dày cui nha, không có một lũng gì nha anh em, thấy không? Không có lỗi lầm gì đâu. Rồi nè, quan trọng có hai cái chữ U nè, người ta kỹ người ta tha mới bỏ chữ U nè, cho đựng mục nè, thấy không? Đó nè, nguyên vẹn nha. Đó đây nha anh em, bộ giấy này mình bán 11 triệu, bao ra tên anh em.